Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Tiếp tục là những cái bộ phụ kiện chất lượng và kiểu siêu độc của nhà Apple. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các bạn một vài cái phụ kiện mà mình mới kiểu sưu tầm được. Đều là những cái dòng sản phẩm zin, nó cực kỳ độc lạ. Trong video này chúng ta hãy cùng nhau xem nó là những cái gì nhé. Rồi, sản phẩm đầu tiên cũng là sản phẩm mà bây giờ các bạn có tiền cũng các bạn cũng rất khó để các bạn có thể mua. Đấy, đây là dây linh. Đấy, dây linh này thì nó chỉ sản xuất đời 1, hình như là mình nhớ không nhầm là đời 1, đời 2 thôi, chứ còn đời sau là không có nữa. Những cái chiếc Apple Watch phiên bản thép ấy, steel ấy, sẽ có tùy chọn dây linh như này. Tuy nhiên thì có thể là do cái chi phí sản xuất của cái dây linh này nó đắt hơn, nên là Apple đã quyết định là dừng lại không sử dụng cái dây linh này nữa, cho dù biết là nó rất đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy đây, những cái mắt của nó rất to, rất to. Đấy, chứ không phải là nhỏ như là cái dây Milan này, Milan thường này. Thì mình nghĩ rằng là với lượng thép nhiều hơn này thì nó sẽ tốn chi phí của Apple hơn. Và các bạn có biết rằng là Apple là thiên tài của hút máu và thiên tài của làm màu đúng không? Thì họ chắc chắn sẽ không lựa chọn cái phương pháp là sử dụng quá nhiều thép như này. Và ngoài ra nhược điểm của dây thép này đó chính là nó khá nặng, nặng hơn tương đối nhiều so với dây thép Milan đời sau Apple, đúng không? Có cái tầm nhìn đấy. Và cái dây này thì đây là dây nguyên siêu luôn, dây nguyên siêu luôn, chưa hề bóc này ra. Nó sẽ có mức giá không hề rẻ, vì thứ nhất là độ hot, thứ hai là cái thiết kế này của nó rất là đẹp. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì mình đang chỉ còn là sưu tầm được là phiên bản 38mm thôi, chứ còn phiên bản 42 thì rất là hiếm. Nó quá đẹp, nếu như bên tay mình là đẹp, đeo lên là hơi như sang luôn đấy. Rồi, dòng sản phẩm tiếp theo đó chính là dây Milan. Dây Milan này thì nó sẽ phổ biến hơn rất nhiều, tại vì là từ series 1 cũng đã có Milan rồi, đến tận series 5 bây giờ vẫn còn dây Milan nhỉ. Cái dây Milan này nó có điểm cộng đó chính là nó có lực hút rất là mạnh này, và nó điều chỉnh được tất cả các kích cỡ tay. Khác với cái dây linh này thì các bạn nếu như mà không vừa ấy thì các bạn sẽ phải mang đi cắt. Đấy, nó rất bất tiện, mà Apple lại là kiểu lúc nào hướng đến cái trải nghiệm thực tế của người dùng, nên là họ đã quyết tâm chuyển sang cái dây này. Dây này thì nó là dây zin nhá. Cách nhận biết để phát hiện ra dây zin ấy thì các bạn nhìn kỹ vào cho mình ở cái phần trên này này, nó sẽ có thông số 38mm, 40mm, 42mm hay là 44mm. Đấy. Thì đọc một cái chi tiết nhỏ này thôi để chúng ta có thể là phân biệt được cả phiên bản thường và phiên bản bản ngoài, bản fake. Bản fake thì không bao giờ có được cái chữ đấy nhá. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ chỉ luôn cho các bạn các cách để các bạn có thể nhận biết được một cái dây zin và dây fake. Bây giờ tại vì là cái công nghệ làm dây Milan fake này nó cũng cao cấp rồi, nhìn nó xa thì rất giống, nhưng mà nhìn gần ý, thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái lỗ của cái dây Milan zin nó sẽ đều và nó sẽ khít hơn so với dây Milan fake. Và cái phần viền này cũng thế, phần viền này sờ vào nó nhé, nó đâu ra đấy, chứ còn cái phần viền này, dây fake này nó sẽ thiết kế kiểu khác. Nói chung là bằng mắt thường nếu như để cạnh hai bên thì chúng ta có thể phân biệt được, nhưng mà để mà từng cái một ấy thì dây zin với dây fake cũng không khác là mấy. Đấy, thì nếu như các bạn không thực sự mà kiểu muốn là bỏ ra số tiền quá nhiều để mua dây zin thì hoàn toàn có thể mua những chiếc dây fake ở bên ngoài đâu đó trên dưới 200.000 đồng. Và lưu ý nhé, những cái dây fake như này thì chỉ có màu bạc này là bền màu nhất, còn tất cả những màu khác thì mình thấy là nó đều là màu nó mạ vào ấy, nên là một thời gian nó sẽ bị chóc ra, nó sẽ không được đẹp như kiểu phiên bản màu bạc này. Rồi, cái dòng sản phẩm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái đĩa bay. Cái đĩa bay này thì mình nhớ không nhầm ở thì hiện tại không còn bán ra nữa, vì Apple lại là thiên tài của hút máu, thiên tài của tiết kiệm. Họ tặng kèm cái sạc này, mình ở Việt Nam mình ấy, thường gọi là đĩa bay, sạc đĩa bay dành cho những cái phiên bản gốm. Đấy, từ gốm 1 đến gốm 3 thì phải, gốm 4 thì chuyển lên cái hộp khác, nên là không còn sử dụng cái sạc đẳng cấp như này nữa. Cái sạc này nó có cái hay là nó điều chỉnh được cái góc sạc. Đấy, nhấc lên để sạc theo chiều ngang, là xuống này thì
nằm ngửa lên đó, và nó sẽ sử dụng cái chân sạc là Lightning. Lightning đấy, chúng ta sẽ cắm cái dây sạc iPhone này mình thừa vào, cắm vào đây. Và cái mặt này của nó ấy, mình không biết là mặt nó là mô tả kiểu gì, nhưng mà nhá, hôm trước mình mua về là rất bẩn, nhưng mà mình lau bằng 530 này, lau vèo phát sạch bong xà bóng như này luôn. Và đằng sau nhá, nó là nhung, nhưng mà Apple cũng rất là biết cách làm màu. Đó chính là đằng sau này này, có thêm những cái dòng chữ Design by Apple in California, rồi thì có cả email luôn nhá. Apple làm rất là cầu kỳ, rất là chi tiết, từng cái chi tiết nhỏ luôn ý các bạn ạ. Và cái sạc này thì đảm bảo không có hàng fake ở trên thị trường, không có một hãng nào fake được cái cục sạc này trên thị trường. Mức giá của nó cũng rất đắt đấy, rất là tiếc. Mà nói chung là đồ của Apple ấy thì cứ cái gì độc lạ, cứ cái gì xịn sò là không bao giờ rẻ đấy. Cái cục sạc này cũng tư như vậy, nó sẽ mức giá trên dưới 1 triệu đồng, trên dưới 1 triệu đồng dành cho cái sạc đĩa bay như này. Chúng ta hoàn toàn để sử dụng những cái cáp Lightning của nhà mình nhé, sạc iPhone ấy thì cắm vào đây là sạc Apple Watch. Nó có cái hay là như vậy, chúng ta sẽ không phải lằng nhằng nhiều dây trợ nữa, chỉ cần mang theo cái ủ như này. Và tập trung lại thì trong video này thì mình đã chia sẻ đến các bạn ba cái phụ kiện mà mình thấy rằng nó rất là độc lạ khi mà chúng ta tìm mua trên thị trường. Cái dây link này thì rất khó rồi nhé, còn dây thép này thì nó phổ biến, rất phổ biến, nhưng mà là dây zin. Còn dây fake thì nó rất là rẻ, 200.000 thôi. Còn cái cục sạc, cái sạc đốc sạc này thì nó lại cũng rất là hiếm, và mức giá của nó khá là cao. Phiên bản thường nhé, phiên bản sạc thép thường nó rơi khoảng 500.000, nhưng mà phiên bản này thì nó rơi khoảng 1 triệu. Vậy thì các bạn thấy sao về những cái đồ này, thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Và nếu như yêu thích những dòng sản phẩm độc lạ và độc đáo của nhà Apple ấy, thì hãy nhanh tay follow kênh của mình để mình có thể có thêm động lực để chia sẻ đến các bạn nhiều hơn nữa. Trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng lấy được những cái sản phẩm nó luxury hơn, ví dụ như phiên bản là gốm 5 này, titan thì có rồi, hay là Hermes 5 này đó, để chia sẻ với các bạn một cách sâu hơn xem là nó có những gì. Và hy vọng là trong ngày mấy hôm nữa thì chúng mình lại có series 6 chẳng hạn để dùng để chia sẻ đến các bạn, thì nó quá tuyệt vời đúng không? Và đến đây thì video chia sẻ của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì dành thời gian theo dõi video của Sun Studio. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau. À, nhớ là website sunstore.vn cũng đã khởi động rồi đấy. Vào đấy xem có sản phẩm gì ngon mà xúc nhé.